từ sao anh gọi cho em không? Chứ anh nói vậy chứ em không biết nữa chứ. Tại anh yêu em á. Em muốn làm bé để về xin ba mẹ vợ cho để mọi thứ nó dễ hơn. Em nghĩ chắc là do mình may mắn á. Cho nên là cái hôn nhân của mình là 8 năm rồi thì đến thời điểm này thì vẫn nhìn cái hôn nhân là một màu hồng. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả đang theo dõi. Em là Chiến, năm nay 42 tuổi, đến từ Dốc Lết, Khánh Hòa. Công việc hiện tại của em là kinh doanh yến xào. Bây giờ mời vợ của Chiến. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Như Ngọc, năm nay 32 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh hải sản ở Dốc Lết, Khánh Hòa. Cơ duyên nào mà Chiến với Ngọc gặp nhau nè? Tụi em làm cùng công ty. Vợ chồng em làm công ty đóng tàu của Pháp ở dưới nhà bè á. Em làm trước, vợ vào sau. Em mới biết là vợ em là người ở Nha Trang. Vợ em là người Nha Trang, đồng hương với em. Nhưng mà cái lần đầu gặp nhau là như thế nào? Vợ chồng em làm khác bộ phận nhưng mà cùng trong một cái phòng luôn. Phòng một cái phòng lớn vậy đó. Rồi em là thuộc bộ phận dự án. Vợ em là thuộc bộ phận sản xuất. Vào đó thì ngồi cũng gần nhau, cách nhau khoảng mấy mét thôi, nhưng mà khác dãy bàn. Nhưng mà có địa qua cổ không? Lúc trước vợ em mới vô là nhìn xinh lắm, nhìn như một cô bé rất là dễ thương, rất là trẻ. Hồi đó mới ra trường á, mới ra trường là đi làm cùng phòng, cùng công ty với ảnh. Nhưng mà thực ra lúc đầu thì không có kiểu như không có ấn tượng, không phải là không ấn tượng nhưng mà chỉ nghĩ là đồng nghiệp thôi á chị. Không, với lại em không có nghĩ là mình sẽ quen người cùng công ty. Khi mà em biết ảnh là đồng hương của mình, em có mừng không? Dạ mừng, nhưng mà trong phòng là rất là nhiều anh. Nhiều anh cùng đồng hương, cùng ở Khánh Hòa luôn. Dạ. Cho nên là cái việc mà Ngọc không có ấn tượng về anh này là chuyện bình thường. Nhưng mà Chiến thì chắc chắn là sẽ có ấn tượng về lại cô này. Thấy ảnh lớn tuổi, kiểu như là thấy ảnh lớn thì em cũng nghĩ là ảnh là người lớn rồi, còn mình là kiểu nhỏ, mình mới vô cho nên cũng không có cái sự kết nối, kiểu là anh em thân thiết với nhau. Thỉnh thoảng á, thì em qua bàn làm việc của Ngọc á, có bắt chuyện, ủa sao không ở ngoài Nha Trang mà vô đi làm chi vậy? Vô đây thì mới gặp được anh chứ. Thì bắt chuyện cũng đơn giản thế đó. Thường buổi chiều làm việc xong á, thì các anh em kỹ sư thường ra cái quán hải sản ở dưới nhà bè á, ngồi nhậu buổi tối. Thì Ngọc cũng ở căn hộ của chị hai ở nhà, là cũng ở gần đó. Dạ, thì cũng mời Ngọc xuống chơi. Dạ, xuống chơi rồi hát hò, tạo cái sự gần gũi. Rồi sau đó thì em mới rủ Ngọc đi chơi. Cái khoảnh khắc mà ảnh tỏ tình á, bữa đó là em đi chơi về buổi tối, thấy đang bấm thang máy lên thì em thấy có cuộc điện thoại. Thì em mở lên, trời ơi, cái ông này đâu có liên quan gì đến mình đâu mà sao đêm khuya 11 giờ rồi còn gọi cho mình chi vậy ta. Nhưng mà em vẫn lịch sự thì mình bắt máy lên. Ảnh cũng hỏi là, cũng nói chuyện qua lại á, xong em cũng hỏi là có chuyện gì mà tối rồi anh gọi cho em. Xong ảnh nói chứ em biết làm sao anh gọi cho em không? Cái ảnh nói vậy chứ em không biết nữa chứ, tại anh yêu em á. Lộ liễu mà dạ. Lộ liễu mà rất là dũng mãnh mà kêu bằng thẳng thắn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà để mình hỏi con lúc đó là nói từ trong tâm hay là rủ nói? Dạ có trong tâm anh ạ. Có trong tâm nói. Nhưng mà có xỉn không? Dạ không, chỉ là nhậu cảm giác phê phê xíu á. Để mình có năng lực để nói, năng lượng để mình nói. Dạ có năng lượng, có cảm xúc mình phải nói. Cái cảm xúc của em lúc đó như thế nào? Lúc đó là em cũng đang có một bạn trai. Cho nên là em mới nói là hả, anh cũng biết em có bạn trai rồi mà anh nói vậy em cũng không có ý gì với anh hết. Tức là trả lời trong điện thoại. Dạ đúng rồi á. Nhưng mà chồng em á lại nói lại như thế này nè, em tin anh đi, em quen anh á là anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Là chồng em lại nói thêm một cái câu như vậy đó. Rồi em nghe câu đó em, em nghe câu đó em trả lời sao và em. Nhưng mà thực sự ra lúc đó là cái tình cảm của mình nó không có dành cho bên này. Sau rồi em thì tất nhiên là từ chối thì anh cũng nói bình thường là anh nói chuyện qua điện thoại như vậy, rồi anh chia sẻ tình cảm của em như vậy, nhưng mà lên mai nè, đi làm nè, em đừng có ngại. Rồi em trốn anh, rồi em né anh nha. Thì hai anh em mình vẫn bình thường. Và từ sau cái cuộc gọi đó thì lên công ty á, thì em mới thấy được ảnh thể hiện tình cảm là quan tâm rồi chăm sóc mình. Dạ, mới thấy ảnh thể hiện cái tình cảm chứ trước đó là hoàn toàn không có cái gì luôn. Với lại lúc đó em cũng lớn tuổi rồi, em cũng 34 tuổi. Em cũng muốn có một cái gia đình, rồi có những đứa con. Đó là những cái điều mà em muốn cần tấn công. Đeo đuổi cho bằng được. Dạ. Đeo đuổi cho bằng được. Và điều đó mình cũng đã được. Dạ, được. Đúng là việc là bên đây chắc chắn phải chia tay rồi. Đó. Cái chia tay cái kia là do không, giống như là mình còn nhỏ mà 23 tuổi thì mình quen như vậy thôi chứ không phải là xác định gì đó sau này à. Thì mình quen đến thời điểm không hợp nữa thì mình dừng lại. Và sau đó là ảnh hả nói qua điện thoại là trước Tết à, thì đến Tết thì ảnh cũng về quê của ảnh, rồi em ở Nha Trang, ảnh ở Dốc Lết, Ninh Hòa. Thì hai ảnh vẫn nhắn tin, ngày nào ảnh cũng nhắn tin hết. Mà ảnh không có phải là ảnh nhắn tin mà ảnh nói là
em quen anh đi hay là em phải là bạn gái anh gì đó. Dạ không, anh rất là tình cảm và nó nhẹ nhàng lắm. Phải gục thôi. Gu nhiều khi gu em là ưa ngọt nữa chị. Gục thôi. Đến khi nào thì mới chính thức hai đứa quen nhau? Chiều thứ bảy hôm đó thì em hẹn Ngọc, chở Ngọc đi chơi ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Em chở Ngọc lên cái quán cá biển nướng Dốc Lết ở ngoài, ở trên Phú Nhuận á, hai vợ chồng cùng ăn hải sản trên đó. Sau đó thì em chở Ngọc ra cầu Bình Lợi á, ra ngoài đó hai vợ chồng cùng hóng mát, cùng ngắm cái không khí của Sài Gòn về đêm, mọi người xe cộ qua lại á, em cũng thích cái không khí đó. Thì trong cái lúc mà hóng mát ở cầu Bình Lợi thì em hôn Ngọc trên cầu Bình Lợi luôn. Lúc đó là sao Ngọc hả? Thì lúc đó cũng khoái. Đó anh cố tình anh hỏi dạ. Để em phải nói để cho ổng bây giờ ổng nhớ là cái khoảnh khắc đó ổng cảm khoái. Lúc đó, nhưng mà hôn xong rồi có đi đâu nữa không? Dạ có. Đó. Hôm nay tối thứ bảy thì về nhà bè thì khuya á, lúc đó cũng hơn 11 giờ rồi. Thì em mới nói Ngọc là về nhà cũng đóng cửa chúng mình nghỉ ở khách sạn đi chứ giờ khuya rồi về nhà bè nguy hiểm lắm. Em cũng nói là chở em về. Chở từ nhà bè mà đi qua bên Phạm Văn Đồng là nó xa ơi là xa, mà lúc đó em không có biết đường đâu chị. Mà lúc đó chắc cũng khoảng 11 giờ. Với nó là thôi anh chờ, anh chở em về đi. Em nói giờ anh chở em về đi thôi chứ. Trời ơi sao giờ mà nỡ lòng nào mà để ta chở về nhà bè xong rồi hả? Ta về lại bên này. Nó nói vậy á thì mình cũng mũi mũi. Không chở vô khách sạn luôn. Dạ. Còn cái gì tới nó cũng tới đúng không? Dạ vâng. Sau đó thà lên kế hoạch. Lên kế hoạch là em muốn cái em bé. Trong lòng em là em muốn cả con. Rồi cuối cùng là cầu được ước thấy rồi. Dạ được ạ. Được. Với lại là em muốn cái em bé để về xin ba mẹ vợ để mọi thứ nó dễ hơn. Dạ. Có nghĩa là coi như ra chậm chậm trước tấu sau đó. Ờ dạ dạ. Rồi coi như là cầu được ước thấy có nè. Bao lâu có? Nhanh lắm ạ. Rất nhanh ạ. Nhanh lắm. Cái đêm đó luôn là có. Dạ không. Cũng khoảng 3 tháng, ý là cũng khoảng 3 tháng sau là cái ngày hôm đó, là bữa đó là chủ nhật, là em cũng cảm thấy là tại vì chậm á, xong rồi em cũng cảm thấy là có cái gì đó nó khác thường. Em mới tự đi mua que về em thử. Em thử que thì thấy lên 2 vạch. Mà lúc đó là từ nhà bè mà anh đã về bên gần Thủ Đức luôn rồi á. Là em gọi anh quay lại lên gặp em một chút xíu. Cái anh chạy lên lại trời. Cái lên phòng thì em mới đưa cái que ra. Em hỏi là biết cái gì đây không? Xong cái anh coi. Cái anh coi xong rồi hả, tự nhiên cái anh ôm em lại. Xong anh kêu là hả, anh cảm ơn em. Rồi bây giờ nè, bây giờ nhắc lại cái chuyện đó thì bây giờ có thể kể lại cái cảm xúc cái lúc đó của Chiến như thế nào nè. Thì khi đưa cái que ra là em rất là vui sướng và hạnh phúc động và rất là xúc động vì cái sự mong chờ của em là đã đến thực. Dạ, đã thành hiện thực đúng rồi. Dạ. Sau đó là em xin đến gia đình vợ là xin đám cưới thì và gia đình đồng ý luôn. Dạ, ban đầu á thì mẹ vợ cũng là đặt vấn đề trời. Em lắm la, giống như là la em. À, đặt vấn đề nếu cưới vợ thì là lấy gì để đảm bảo cho la cho vợ này nọ. Thì em mới giải thích cho mẹ vợ rất là rõ là lúc đó lương của em đi làm thì cũng đảm bảo la cho vợ. Hồi đó em làm lương hàng tháng khoảng 18 triệu. Cái đó là cơ sở. Thứ hai nữa là lúc trước em cũng có mua 2 cái miếng đất ở ngoài Dốc Lết á. Là lúc trước em làm công ty trước đó nữa là em đã dành dụm được như vậy. Thì đó là cái nền tảng, là cơ sở để mà em lo cho vợ đó. Có đất đai, nhà cửa ngon lành, tức là đảm bảo được cuộc sống và thuyết phục được mẹ vợ. Dạ vâng. Đúng không? Rồi sau đó là cưới. Dạ bảo cưới. Cưới. Dạ lên cưới nhanh lắm, liền. Dạ cưới nhanh lắm. Quá đã. Rồi sau đó là sanh em bé ra. Thì hai chồng vẫn làm ở công ty cũ luôn. Hồi đó là có thay đổi. Tại sao lại biến chuyển thành một cái ông chủ về yến xào? Chủ yến xào mà chủ về hải sản không? Chắc chắn phải có một cái biến cố gì đó trong công việc. Đi làm văn phòng thì từ công ty này qua công ty khác thôi, chứ cũng không có phải là có một cái sự cố gì hết. Nhưng mà em là máu kinh doanh á, thêm chồng em nữa cũng máu y chang em luôn. Nên là rất là khích lệ vợ. Đến khi kinh doanh riêng ổn rồi á thì em mới ngưng cái công việc văn phòng. Thì em tập trung vào cái công việc kinh doanh của mình. Dạ, và đến một cái thời điểm ổn định luôn cái việc công việc kinh doanh riêng á thì vợ chồng em mới rời phố về quê. Dạ. Nhưng mà thấy hai vợ chồng kể trong là từ tình yêu cho đến hôn nhân, tất cả mọi thứ nó chỉ có trục trặc chút xíu lại chỗ mà mẹ vợ chưa đồng ý đó. Còn dạ. Nhưng mà anh muốn biết là hai đứa có bao giờ mà có những cái trận cãi vã mà nó lớn thật lớn mà suýt chia tay không? Dạ, về cãi vã lớn để suýt chia tay thì không có anh ạ. Hôn nhân nói chung là em nghĩ chắc là do mình may mắn á. Cho nên là cái hôn nhân của mình là 8 năm rồi. Thì đến thời điểm này thì vẫn nhìn cái hôn nhân là một màu hồng. Hoặc là do mình nhìn những cái khía cạnh không có vui, không có tốt trong cuộc sống. Nhưng mà em vẫn nhìn nó là màu hồng. Cho nên là hiện tại là ở bên ảnh thì vẫn cảm thấy được là cái sự hạnh phúc. Giống như cái từ cái thời điểm mà ảnh tỏ tình là ảnh sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Thì
8 năm qua thì anh vẫn là đang làm cái điều đó. Dạ đúng rồi, chị ơi, bây giờ ông bé nói vậy rồi sao tới cái phần kia đây ta? Tức là anh chắc là anh không có cái tật xấu gì đâu. Tật xấu thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Đâu, ví dụ nhiều khi là bạn bè gặp mặt nhau á thì cũng uống bia, uống một chút, thì ví dụ như mình uống vừa vừa thôi nhưng mà thì cũng vui. Cũng vui quá, thích quá thì mình cũng uống hơi nhiều một chút xíu. Có nghĩa là có nghĩa là chưa có lập trường vững chắc trong việc uống bia với bạn. Dạ. Quá là uống tới nấy đúng không? Khi mà xỉn về thì có hay lớn tiếng với vợ không? Dạ không. Hoặc là khó chịu vậy? Không có đúng không? Không có lớn tiếng, nhưng mà khi mà uống về nhiều rồi á là ảnh mà khi nhậu là anh sẽ không có ăn. Là anh về là anh sẽ ăn cơm nguội. Mà anh tự anh ăn chị. Anh không cũng không kêu vợ ra phải mà không bắt vợ phải nấu hay phải lấy, nhưng mà muốn vợ là ngồi nói chuyện với mình. Trời ơi, tối rồi 11, 12 giờ đêm là lắm. Cái bụng nó mệt lắm nha. Mệt lắm luôn. Mà em cũng muốn ngủ. Mà em có ra nói chuyện không? Em ra, lúc đầu là em có ra. Nhưng mà sau này là mình con nhỏ nó chị, mình không? Ngủ chứ mình không có ra ngồi. Anh nghĩ ông này rất là nhẹ nhàng. Đã bao giờ lớn tiếng với vợ đâu đúng không? Cũng có, nhưng mà cũng thì tất nhiên đàn ông thì cũng phải có lớn tiếng chứ cũng không thể nào mà nhỏ nhẹ được. Nhưng mà sao em thấy trong thiệt đúng luôn á, ai kể hay bạn bè em cũng nói là sao cái cuộc sống hôn nhân của mày nó dễ thương, dễ em đềm quá. Dạ đúng rồi. Thực ra nó cũng có nhiều cái khó khăn, nhưng mà nếu mà nói về xấu thì chồng thì không có. Nhưng mà vậy thì em có muốn anh thay đổi điều gì không? Dạ hiện tại thì thay đổi thì em không muốn là bình thường. Hiện tại trong cuộc sống là 8 năm qua thì anh bình thường, nhưng mà chỉ muốn là những cái năm thời vừa qua á thì em sức khỏe cũng không khỏe, cũng phải dựa vào ảnh nhiều. Rồi còn con nhỏ nữa thì ảnh cũng có dành quá nhiều cái thời gian, quỹ thời gian của ảnh dành cho mẹ con em. Và công việc của anh thì ảnh cũng phụ, của em thì ảnh cũng phụ nhiều. Thì muốn là cái thời gian này khi mà về quê rồi á thì ảnh sẽ dành những cái thời gian của ảnh cho ảnh. Tức là chia cái quỹ thời gian cho bản thân. Dạ đúng rồi, dành thời gian cho công việc của ảnh và thời gian cho sức khỏe của ảnh. Bây giờ tới em nè. Thì vợ dễ thương vợ quá. Có tật xấu gì không? Vợ có điều gì mà em mong mỏi cô thay đổi không? Vợ thì không có đến nỗi tật xấu, nhưng mà có cái tính hơi quên. Chẳng hạn như là nhiều khi mà vợ chồng nói là em mua đồ cho con cái gì đó, đặt đồ cho con, thì thường là vợ không có nốt lại, rồi ngày mai thì vợ cũng không nhớ gì việc đó cả. Tức là hay quên. Dạ hay quên. Phụ nữ xong rồi hay quên. Dạ hay quên lắm. Dù có nên ghi lại rồi mẹ chỉ, vẫn quên. Chỉ một cái mẹo nè, có cái điện thoại smartphone phải lưu vào trong đó để nhắc nhở. Rồi tiếp theo còn chuyện gì nữa không? Có hay giận hờn hay vu vơ gì không? Hay ghen không? Dạ ghen thì không có ghen. Rồi ok, mà không có. Vợ em thì thường hay giận lắm. Giận theo kiểu kiểu giống như là được cưng chiều á. Nhõng nhẽo đấy. Nhõng nhẽo dạ. Giận cho có gia vị vậy đúng không? Dạ đúng, giận có gia vị thì rồi là hay bắt chồng xin lỗi mặc dù là mình sai đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi hay quá. Như vậy rồi mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em là cái sức khỏe thật tốt, cố gắng sắp xếp công việc và tập và chơi thể thao để cho cái sức khỏe cho tốt, để mà thực hiện được những cái kế hoạch, những cái công việc của mình, để hai vợ chồng cùng nhau vươn lên trong cuộc sống. Hay quá. Dạ, mong hai vợ chồng sắp xếp thời gian tập thể dục để có sức khỏe, để cùng yêu thương nhau thật nhiều và cùng làm thật là nhiều tiền. Đó là cái điều anh cái mong đó muốn. Là em nhận. Chúc cho hai vợ chồng thành công mỹ mãn với những công việc, với những dự án sắp tới. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều ạ. Đây là cô dâu đang có em bé đúng không? Đúng rồi. Còn cô dâu kia là đã có em bé. Dạ. Bây giờ em xin giới thiệu với chị, đây là một cặp đôi mà Quốc Thuận đã từng đến gõ cửa thăm nhà rồi. Một người em với một ý chí, với một nghị lực sống rất là phi thường. Và một người mà truyền cảm hứng cho rất nhiều các bạn trẻ, và đặc biệt là các bạn Gen Z. Cùng hỏi với em luôn đó chị. Vậy hả? Vậy hả? Có cùng quê không? Dạ không. Vậy hả? Bây giờ mời chào em. Mời hai vợ chồng giới thiệu cho chị Vân đi, cũng như khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Dạ em chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin được giới thiệu, em là Tô Đình Khánh. Em năm nay 30 tuổi, hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của Khánh là bán hàng online. Dạ, hiện tại em đang kinh doanh online. Vậy hả? Trời ơi. Khánh ơi, từ bữa giờ thì có làm thêm công việc gì nữa không Khánh? Hiện tại thì em vẫn tập trung là bán hàng online thôi ạ. Nhưng mà cái hàng của mình là chuyên về em sản phẩm gì? Em làm về thời trang và một mảng thực phẩm, mấy cái hàng nhập khẩu ấy ạ. Rồi, mời cưng. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Trần Thị Thương. Em năm nay 26 tuổi. Em quê ở Bình Định ạ. Ở Bình Định hả? Dạ. Theo chồng vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em mới đây ạ. Tức là mới vô chứ đâu phải là bạn này làm ở Sài Gòn rồi gặp nhau đúng không? Dạ không ạ. Mà là lấy chồng xong rồi theo chồng đó đúng không? Dạ. Hôm trước em đến em gõ cửa á thì
đang là ở chung thôi, với lại qua thăm thôi. Còn sau khi em gõ cửa xong rồi thì hai đứa nó, ê quên, hai em nó mới mời em đi ăn đám cưới. Dạ. Vậy nhờ ông Mũ tới nhà mà tụi nó có duyên, có nghĩa là quyết định cái đám cưới luôn. Là quyết định đám cưới luôn. Dạ. Rồi hình như là bữa nay là cái đầm lùm xùm vậy là có tin vui luôn. Trời ơi. Chắc tôi phải mời ông tới gõ cửa thăm nhà. Em giúp ngay mà. Rồi tôi mà trời ơi, tôi mà giờ có em bé là chấn động luôn á, ghi một kỷ lục Guinness đó. Ê, biết đâu có rồi sao giờ. Chị đã sẵn sàng chưa? Mày nuôi nha. Tao giờ hết sức rồi. Rồi, chị biết không, mặc dù là vậy nghe, nhưng mà bây giờ trước khi mình vô cái câu chuyện chính thì cho anh chia sẻ thêm chút xíu. Dạ, dạ. Chị thấy vậy thôi nghe, mặc dù Khánh á là không có đôi chân. Nhưng mà em đó nghe, có thể nói là một số cái em hơn Khánh, nhưng có một cái mà em thua bạn Khánh này là chị biết là cái gì không? Gì? Hít đất. Hay vậy chứ hít đất hả? Trời ơi, siêu vô địch luôn đó nghe. Hít đất bằng đôi tay, em hít đất là thua luôn. Đó. Rồi. Hình như em chả biết hít đất hay sao á? Thả giỡn hoài, biết chứ. Biết không? Làm gì không biết? Biết không biết hả? Trời, hít đất dễ ẹt, làm gì không biết. Vậy nhưng hả? Mà bữa đó em hít có 3 cái à. Còn Khánh hít tới 30 cái là. Ý chưa. Trời ơi. Rồi bây giờ nè, trong chương trình gõ cửa thăm nhà thì không có hỏi nhiều về cái câu chuyện tình yêu, cũng như là cái câu chuyện mà làm sao các bạn gặp nhau, các bạn yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Thì bây giờ mình tới chương trình Vợ Chồng Son rồi thì mình sẽ khai thác rất nhiều những câu chuyện về tình yêu của hai bạn. Thôi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi, làm sao mà hai đứa gặp nhau. Trời ơi, em đã nghe rồi, bây giờ phải để kể cho chị nghe. Chị không, em chưa nghe luôn đã... Ủa? Đợi, không, bữa đó em không có tâm sự luôn á hả? Không, bữa đó là hỏi về cái chuyện khác. Vậy hả? Cho nên là hai đứa là phải kể về cái cơ duyên nào mà gặp nhau á, đúng không? Bữa đó không dám, bữa đó e thẹn lắm, không có dám gặp em. Mới núp núp sang nhà không à. Vậy hả? Bữa nay mới thanh thiên bạch nhật đó, cho danh chánh ngôn thuận đó chị. Đó. Rồi giờ gặp kể nhau sao nè? Thì cơ duyên thì em gặp vợ em năm 2022 á. Đầu năm tháng bằng tháng 3 mới đây hả? Dạ, tháng 3 2022 2022 là mới đây ha. Dạ. Thì vợ em mới lúc đó là em cũng mới chia tay mối tình mà em cũng tìm hiểu thì do là không có đến được với nhau thì lúc đó em cũng trong cái khoảng thời gian mình cô đơn rồi cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022 thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook thì em thấy một đoạn tin nhắn rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em bấm đọc. Em đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em thì em thấy rất là xúc động. Thì bạn có chia sẻ là vợ em có chia sẻ là em đã biết anh cách đây từ năm 2019 rồi. Nhưng mà do là cứ theo dõi em, nhưng mà trong một lần tình cờ đang lướt Facebook á, thì lúc đó vợ em đang làm việc tại Nhật. Năm 2018-19 thì vợ em đang ở Nhật. Thì đang trong lúc rửa chén, ăn cơm xong rửa chén thì lướt điện thoại thì vô tình thấy một cái đoạn video clip của em mà đang được một người bạn cõng á. Bạn em cõng đi chơi đó. Thì bạn ấy tò mò. Vợ em ấy tò mò là sao anh này không có chân vậy, sao anh có thể sống được. Rồi nếu như anh ấy sống thì anh sẽ cuộc sống sau này anh như thế nào. Rồi nếu có vợ có người yêu thì không biết sẽ như thế nào ấy. Rồi bây giờ mình hỏi luôn đi. Dạ. Rồi bây giờ anh hỏi vợ luôn nè. Đó, cái lúc đó thì em chia sẻ cụ thể đi. Lúc đó là em suy nghĩ gì nè. Rồi em lý do gì em lại viết thư cho ảnh. Dạ. Thì lúc mà em đang gặp được ảnh cơ duyên đó là em đang là thực tập sinh. Em đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì vô tình cũng là nhờ Facebook đưa em tới một đoạn clip của chồng của em. Lúc đó là ảnh vừa mới bị mất đi đôi chân của mình. Là thì do em mất đôi chân là do em bị tai nạn. Em bị một căn bệnh ạ. Tháng 4 2018 em bị tắc mạch máu, thế là phải cưa đôi chân. Xong rồi em nhìn cho nó thì bảo là một chàng trai trong cái tuổi thanh niên mất đi đôi chân. Em chỉ là quay chứ không có nói nhiều về ảnh. Cũng không có, em cũng chưa biết tên hay tuổi hay là quê quán của ảnh. Và vô tình mình lướt trên đó, nó báo nó có một chương trình nào đó đăng về chàng trai đó. Rồi lúc đó em thấy chồng em thì khuôn mặt tiều tụy lắm. Khuôn mặt lúc đó kiểu chắc là vừa mới bị thôi. Thì em cảm thấy là lúc đó mình trong khoảng thời gian đó em đi làm thì cũng một mình ở bên xứ người thôi. Thì mình cảm thấy mình cũng là thanh niên. Ở tuổi này mà mình bị như vậy thì mình cái cuộc sống của mình như thế nào? Và mình phải vượt qua nó như thế nào? Mình có rất là nhiều mình như thế này mà mình có rất là nhiều cái áp lực, cái mệt mỏi, cái sự cô đơn nữa. Như chồng em thì với lại lúc đó em cũng ở trong tình trạng là cô đơn. Thì mình nghĩ là như mình thì có thể vượt qua sự cô đơn đó, nhưng mà người như thế rồi người ta
có một người nào đồng hành cùng hay không, hay là người ta chỉ cô đơn như vậy thôi. Em tò mò, nhưng mà kiểu là trời không có xe nhiều, đỡ em tìm hiểu thêm. Vậy là vô tình em bị mất cái thông tin về anh chồng của em. Tới 2022, 4 năm sau em mới gặp lại anh. Vô tình biết lại thông tin của anh. Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà như vậy thì để cho chị hỏi xíu là cái lúc mà em viết tin nhắn cho anh á, dạ, thì là sau đó là em có trả lời với bạn đúng không? Dạ đúng. Em trả lời rồi tụi em tin qua tin lại như vậy được bao lâu thì bị mất liên lạc? Không. 4 năm liền là em bị mất liên lạc, chưa có nhắn tin, chưa hề hỏi han. Chỉ mới có ngưỡng mộ trên đấy là Facebook trong thâm tâm thôi. Là hình ảnh của chồng của em là xuất hiện trong đầu của em, là từ cái clip đó em bắt gặp hình ảnh của chồng, khuôn mặt của chồng em thôi. Là suốt 4 năm đó là nhiều lúc em cứ thỉnh thoảng kiểu vô tình em lại nhớ về cái hình ảnh đó, không biết vì lý do gì. Ủa là... chứ cái tin nhắn đó là sao? Là đến 022 mới vô tin nhắn chờ. Vậy đó hả? 4 năm sau em mới gặp lại ảnh cộng trên Facebook. Có nghĩa là gặp trên Facebook thôi. Dạ, đúng rồi. Tức là coi như em gặp lại trên Facebook rồi bắt đầu em nhắn cái tin đó. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Là lúc đó em vẫn còn ở bên Nhật Bản. À dạ, vậy đó. Là em là làm một lần luôn là 5 năm ở bên Nhật Bản, chưa về Việt Nam lần nào. Rồi là cũng chưa có cơ duyên gặp ảnh, cũng chưa biết về ảnh luôn nữa, đỡ tìm ảnh. Vì em lúc đó biết chồng em là chưa biết tên tuổi, chưa biết quê quán mà làm sao em tìm được ảnh. Thế lại xong rồi 4 năm sau, năm 2018 là em mới gặp, 19 là mới gặp ảnh trên Facebook. 2022 là em lại gặp ảnh một lần nữa là trên Facebook truyền thông lại đưa tin về ảnh nữa. Là lúc đó đưa tin là ảnh đã là một chàng trai bước qua khoảng thời gian mệt mỏi đó rồi, là chàng trai truyền nghị lực Tô Đình Khánh. Viết tên là Tô Đình Khánh, TikToker. Em mới là đích thân, em đi tạo một cái nick TikTok để em tìm cho bạn được ảnh. Nhưng mà em nhắn tin là em cũng là người nhắn tin trực tiếp, là khi biết ảnh gặp lại ảnh là em vội vàng em là để em nhắn tin cho bạn được. Nhưng mà TikTok thì không cho em trả lời qua lại với nhau. Thì em phải, em biết sao thì em phải vào Facebook em kiểu kiếm, phải kiếm cho bạn được chồng mình. Xong rồi em phải tìm tên Tô Đình Khánh thử có ra không. Nhưng vô tình lại hiện anh lên, lại hiện cái nick Facebook của anh lên. Cuối cùng em suy nghĩ là bây giờ nhiều năm rồi sau cái hình ảnh xuất hiện mà mình muốn mình nhắn quên được ha. Dạ, ví dụ mình muốn nhắn là mình xúc động quá, mình vui quá vì lại gặp lại anh sau nhiều năm, nhiều năm mình chờ. Xong rồi em mới nhắn cho anh cái tin là cảm ơn anh đã cho em gặp lại anh sau khoảng thời gian dài như vậy á. Rồi chúng em cũng chỉ là động viên anh để anh phải vui vẻ lên, rồi cứ là như vậy thôi. Em nhắn xong rồi em lại một tin thôi. Cái lúc đầu tiên là em nhắn xong em làm xóa. Em bảo là không biết là mình có nên nhắn hay không. Thì nhưng mà cuối cùng vẫn nhắn. Em gửi đây xong rồi em nằm em chờ phản hồi về của chồng em. Dạ. Bao lâu Khánh mới phản hồi? Dạ sáng hôm sau vợ. Dạ, tối hôm đó là đúng là ngày chủ nhật. Em đi làm về là hôm sau em được nghỉ. Nghỉ cả ngày. Tối hôm đó trời mưa là em về em vừa mưa là em ướt hết cả người luôn. Em về em mở Facebook lên, nghỉ vô tình cũng như cô sợ cô đơn lướt Facebook thôi. Thì bắt gặp chồng là em nhắn, nằm cả đêm em nằm em thao thức em chờ. Dạ, hôm sau là chồng em phản hồi là rồi chồng nhắn cái gì? Dạ thì chị cũng nhắn giống như là chào em, rồi anh cảm ơn em vì đã nhắn tin cho anh. Anh cảm ơn em vì những cái lời động viên của em vậy đó. Cũng như là một người bạn, hai người bạn bình thường. Xong đó hai đứa nói chuyện, em cũng nhắn tin cũng ít chứ không có nhiều, thì nhắn qua nhắn lại xong rồi bắt đầu nói nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó em có nói cho Khánh biết là em đã theo dõi Khánh 4 năm nay không? Tức là chờ đợi cái sự gặp lại là cả 4 năm nay rồi. Dạ có. Tin nhắn đầu tiên em đã nói là trời em cảm ơn thầm cảm ơn trời cho em gặp lại anh bao nhiêu năm rồi em mới gặp lại anh. Nên là trời ơi. Dạ. Lúc đó Khánh sao Khánh? Xúc động lúc không đó trời? Với em thì lúc đó em hàng ngày đều check những cái tin nhắn chờ, bởi vì em có rất là nhiều những người mến mộ, họ nhìn thấy cái nghị lực của em ấy, thì họ sẽ cần đến em, đôi lúc họ cần cái sự động viên. Thì em cũng thỉnh thoảng check, thì em check trong cái đó thì có tin nhắn của vợ em. Thì vô tình em đọc được thì em cảm thấy nó khác biệt so với những cái tin nhắn của những người khác. Thì những người khác thường thường họ sẽ là cần ở chỗ em một cái gì động lực để mang đến cho họ. Thì ngược lại thì em đọc được cái tin nhắn của vợ em, thì lúc đó bạn nhắn một tin rất là dài. Đầu tiên ấn tượng là cái bức thư rất là dài, thì mình thấy là một cô gái mà gửi cho mình thế này thì mình thấy cũng xúc động. Thì em đọc được, bạn ấy bảo là em đã gặp anh từ năm 2019, nhưng là do một lần tình cờ mà được chén trong mất đi thông tin của anh, không biết làm sao để tìm anh ấy. Thì sau 4 năm làm việc tại Nhật thì vô tình lại hôm nay thấy lại clip của anh, em rất là vui và xúc động. Mình cảm thấy cái thể hiện cái sự xúc động của bạn ấy trong từng dòng tin nhắn ấy. Thì mình thấy là mình tự nhiên có một cô gái đang viết một tin nhắn rất là xúc động cho mình. Thì tụi em cũng bắt đầu từ đó là em trả lời, rồi bọn em cũng trò chuyện qua lại.
thì cũng hỏi thăm sức khỏe của em, bạn ở bên Nhật như nào. Rồi mình cũng lúc đó em không biết là bạn ở Nhật đâu. Ừ. Lúc đó em hỏi là em hiện tại ở đâu, rồi hiện tại làm công việc gì. Đó, thì đầu tiên là cảm ơn rồi, xong mình hỏi thì vợ mà lúc đó là em ở xa lắm anh ơi. Thì em mới hỏi là ủa xa là đâu em, thì bạn bảo là em ở Nhật Bản. Thì anh bảo là vậy thì khi nào có gì về Việt Nam thì có thể là ghé Sài Gòn chơi hoặc gì đó thì anh em mình làm bạn. Đó, thì thực sự cũng lúc đó em cũng không có nghĩ là mình sẽ ngỏ lời hay là mình thích bạn này đâu. Có nghĩa là mình chỉ là một người giống như là bạn vợ em ấy, đang là mến mộ em thôi. Thì em cũng không dám nghĩ nhiều. Thì mình cứ mời cái về là cổ về luôn. Dạ, thì trong thời gian nói chuyện với nhau thì bạn cũng có những cái nỗi buồn, cũng có những cái tổn thương. Thì hai đứa kiểu đồng cảm được với nhau. Thế là cùng nhau chia sẻ đâu đó 2 tháng đấy. Thì bạn mới nói, vợ em mới nói là em Tết này cũng muốn về Việt Nam để ăn Tết. Rồi có gì rồi em sẽ thăm anh luôn. Thì mình cũng mừng là có thể là sẽ gặp được vợ. Lúc đó cũng không nghĩ gì. Thì sau cách 1 tháng, quen từ tháng 3 đến tháng 4, rồi đến giữa tháng 4 là bạn bắt đầu quyết định là em sẽ về Việt Nam luôn. Thì lúc đó em cũng không biết sao mà giống như kiểu là không biết ai bật đèn xanh hết, nhưng mà lúc đó em cảm thấy em thích vợ em. Xong rồi là cái hôm mà em đến gõ cửa thăm nhà là lúc đó là em đã về ở chung nhà rồi là về được bao lâu rồi? Dạ em về được Ủa em cái lúc anh tới gõ cửa thăm nhà là mới em mới về đó đúng không? Dạ. Tại vì là đúng rồi. Tháng năm là vợ em đầu bay từ Nhật Bản về Việt Nam. Sau đó chỉ về nhà thăm nhà 1 tuần thôi. Sau đó vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi bắt đầu là em sắp xếp cho làm việc cho em luôn. Có nghĩa là em kiểu như muốn tạo điều kiện cho để hai đứa tìm hiểu á. Thì trước khi mà về Việt Nam á thì em có nói chuyện với Thương, lúc đó hai đứa nói chuyện 2 tháng cũng có sự tìm hiểu với nhau á. Em nói là bây giờ em cứ về đi, nếu mà em cảm thấy là đồng hành được với anh á thì em cứ, tại vì em cứ chia sẻ vợ là anh đã thất bại trong mối tình cũ là do cái sự không đồng ý của gia đình. Thành ra em muốn nói với vợ em là nếu như em thực sự muốn tìm hiểu anh hay là muốn đến với một người như anh á thì em hỏi ý kiến gia đình xem thế nào. Nếu trường hợp mà gia đình em mà không phản đối hay là chấp nhận cho mình quen nhau thì anh mới dám đến hay là gì đó với em. Để là mình không muốn, thực sự lúc đó em qua những cái mà cuộc tình trước rồi, em không muốn đau thêm một đúng lần rồi nữa. Em không muốn, và không muốn mất thời gian của mình vào một cái lỡ một lần nữa. Em mới nói thì vợ em rất là, gọi là em đánh giá được vợ em rất là mạnh mẽ luôn. Thì lúc đó em nói chuyện với vợ thì vợ mới nói là em gọi về cho mẹ. Thì cái này em nghĩ là chắc vợ em kể nó sẽ tốt hơn. Sao Thương? Dạ. Dạ. Thì như lúc mà vợ chồng em tìm hiểu nhau á, thời gian mà hai đứa nói chuyện ở bên Nhật Bản thì cũng qua lại nói chuyện thì em cũng không biết là anh bị tổn thương trong cái mối tình trước là vì gia đình cấm cản. Sau đó một thời gian nói chuyện thì em mới hỏi là, anh mới hỏi em là có yêu chưa, thì em bảo là chưa. Lúc đó em thật sự là mấy năm trời ở bên đó là em không có quen. Xong rồi em mới bảo em chưa, hỏi anh thì anh quen, anh có người yêu chưa. Thì em cũng vô tình thấy trên Facebook của anh là có người chị bạn gái của anh vẫn có ở trên xuất hiện trên đó. Thì anh bảo là anh thất bại trong mối tình đó, tại vì gia đình cấm cản không cho anh. Anh cũng sẽ bước tiếp tới mối tình khác cũng sẽ như vậy, tại vì có thể là người phụ nữ đó mạnh mẽ yêu anh thật sự nhưng mà gia đình thì không cho phép. Thì nếu mà sau này người nào bước tới, người ta cũng phải vượt qua điều đó. Thì em nghĩ là sau đó em nghĩ chồng em thì em nghĩ là nếu mà em muốn tìm hiểu chồng em thì em cũng phải nói điều đó với gia đình. Em nghĩ là em đánh tiếng với mẹ em trước. Tại em bảo là em không có nói thẳng với mẹ, nhưng mà em gọi từ bên Nhật Bản về thì em có nói là mẹ, nếu mà mẹ có con gái thì có người yêu như vậy đó, thì mẹ ở vị trí của mẹ, mẹ có đồng ý cho con gái của mình quen một người như vậy hay không? Mẹ em thì kiểu giống như là khi em nói ra những vấn đề đó thì mẹ em kiểu sẽ nghi ngờ, bảo là chắc là con mình có quen ai như vậy hết. Xong rồi mẹ em im lặng, mẹ em không có nói, mẹ em hỏi là sao lại hỏi như vậy, là ai quen. Thì ông bảo là con chỉ hỏi ví dụ là mẹ có con gái thì mẹ có chấp nhận hay không. Thì mẹ không trả lời. Thì mẹ em tới 2 ngày sau mẹ em mới trả lời cho em. Mẹ nói là phải là con quen hay không đó, nếu mà con quen thì con phải nói với mẹ chứ con không được giấu. Nếu mà thật sự con quen thì con hãy nói thử mẹ xử lý như thế nào. Chứ còn nếu là mẹ, con gái mẹ không đồng ý. Rồi cuối cùng mẹ có đồng ý không? Dạ có. Thì đương nhiên phải đồng ý rồi. Chị muốn hỏi là cái ngày mà hôm em đưa Khánh về gặp mẹ, gặp gia đình em á, thì cái ngày hôm đó như thế nào? Dạ thì lúc em về Việt Nam thì cả anh chị em đều biết hết rồi. Em nói hết.
Thì đúng rồi, nhưng mà ý là cái ngày đầu tiên mà Khánh về gặp mẹ. Dạ. Thì hôm là đó em ra làm về sao gặp mẹ? Dạ. Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp. Dẫn anh Khánh về gặp thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn. Sau đó mẹ em phải từ dưới quê là đi bắt xe lên thăm thăm chồng em. Rồi sao? Rồi cái hôm đó là sao? Hôm nay Khánh kể coi, Khánh kể. Thì khi mà vợ em chia sẻ em với tất cả mọi người trong gia đình á, lúc đó đặc biệt là mẹ. Thì khi mà mẹ cho phép tụi em tìm hiểu nhau á, có nghĩa là em rất là vui. Rồi đến cái ngày mà Thương vợ em dẫn em về nhà chị hai để gặp anh chị, rồi gặp mẹ của Thương vào từ Bình Định vào, thì lúc đó em rất là sợ. Có nghĩa là mình sợ là, tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng khi mình sợ là, em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình rồi đối diện á. Dạ. Em rất là lo từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai đó. Cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn, thì vợ không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì ngay từ rồi Thương cũng nói là anh hai rất là khó nữa, đến lúc đó em càng lại lo lại sợ hơn nữa. Thì em mới bảo thôi bây giờ cố gắng thôi, bây giờ mình không đối diện thì chắc chắn là không biết khi nào, chắc chắn mình phải đối diện thôi. Thì khi đó em lên, thì lên đến Gia Lai là 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi thì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Lúc đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời còn mưa phùn phùn đó. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em. Em thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Đầu vào nhà rồi gặp anh chị thì anh chị cũng niềm nở, rồi hỏi thăm mình vậy đó. Thì em thấy là rất là gần gũi. Rồi từ đó em cảm thấy là tự tin ha, tự tin mình hơn. Tự tin. Cho đến lúc gặp mẹ thì sao? Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Dạ. Em nghĩ là thật ra là trước đó là Thương cũng đã cho xem hình, cho xem clip của Khánh rồi đúng không? Dạ. Thật ra là Khánh cũng có rất là nhiều video clip đúng lan rồi. Tỏa trên mạng. Còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Tại vì lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tới em ôm chồng em, xong em vuốt mặt chồng em, xong em cảm thấy như mình không có sợ, mình không có dị nghị về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình gần gũi mà thấy thân thương liền đúng không? Xong rồi em thấy nó rất là bình thường, tại vì nhiều người ta sẽ nghĩ là bước xuống đó nhìn thấy chồng mình như vậy là mình sẽ bị coi như lúc em là con gái bình thường mà kiểu trẻ trung nữa thì sẽ bị xấu hổ, nhưng mà em không có thấy gì xấu hổ hết. Em thấy thương. Còn Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết. Chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, mà gia đình của mình đón trở về á. Lúc đó em bảo là thôi, em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thương cứ sợ em là không đi được rồi phiền như nào đó thì em không biết, nhưng mà Thương, lúc đó Thương xuống sân bay, em chủ động em ra đón. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm, vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Đã coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Nó coi như là nó là từ gọi là giống như từ trong chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi, tức là giống như là sắp đặt á, số phận sắp đặt hết rồi. Sau cái ôm đó là đưa về nhà làm nhân viên luôn đó, đúng không ạ? Mời về nhà làm nhân viên em luôn. Chỉ Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn, rồi bắt đầu là sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Đó, về gặp mẹ xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô là, với em là ở nhà em luôn. Là không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em đó. Nói chung là em gọi là em sắp đặt làm sao đó để thuận tiện nhất để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Đó, em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như trả kiểu lương. Là trả lương có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt, rồi 12 giờ mới được nghỉ, rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách là nhân viên và đấy thôi. Ủa rồi cái lúc mà anh tới anh gõ cửa đó là lúc đó là trả nhà trọ chưa? Lúc đó là chưa luôn. À, dạ. Nói chung là lúc đó chưa trả nhưng mà vẫn ở bên chỗ nhà nhiều hơn. Lúc đó thì bọn em cũng kiểu là xin phép mẹ rồi, nói là bây giờ tụi con cũng muốn tìm hiểu sau khi mà gặp ở Gia Lai rồi á. Thì em có hỏi là giờ cũng gặp mặt rồi thì cũng nói chuyện với mẹ thì mẹ cũng đồng ý. Lúc đó mẹ nói là giờ bác không cấm cản hai con, chỉ mong hai con yêu thương nhau rồi chăm sóc nhau thôi, còn chuyện như là quyết định của hai đứa. Thì ngay từ lúc đó là bọn em quay trở lại Sài Gòn, bắt đầu là em
rồi mẹ cũng xuống, mẹ cũng xuống cùng em dẫn đi khám. Lúc đó xuống luôn tiện đi khám rồi em cũng dẫn đi, rồi em cũng muốn thể hiện một cách nào đó mình có thể lo được cho bác nữa. Thì em dẫn đi rồi hôm đó về nói chuyện với ba mẹ em nữa, thì hai gia đình nói chuyện với nhau thì mẹ cũng đồng ý cho bọn em qua lại. Thì từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi. Từ lúc Thương từ Nhật Bản về đến đây. Có nghĩa là tụi em sống, bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của của Khánh á, là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng 6 đến tháng 7. Đúng là một tháng. Một tháng. Dạ, đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đấy. Đấy là sau là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ cùng vợ nữa thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề, ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó, thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ, vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó, thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó, em muốn chắc chắn là mình có hay không. Đấy, em cũng rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Thật ra nghe em kể cuối cùng thì con nhanh quá cơ. Hay nè. Em có nhớ trước khi mà kết thúc cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà anh có chúc hai vợ chồng không? Anh có chúc em không? Nhớ. Thành ra em mới nhắn tin cho anh đó, cái hôm mà em bảo anh là tin vui đó. Em thì đây là có bằng tốt nghiệp ông mụ là cũng lâu rồi, cách đây 10 năm rồi. Cái bằng mà hồi bữa hôm nay là mới có thêm cái bằng ông bói nữa. Ông mụ là 10 năm nay rồi. Hỏi gì? Thật ra là anh cũng khá là bất ngờ khi nhận được cái tin đó của em, mà sau đó là nhận được một cái tiệc cưới của em. Tại vì anh nghĩ tại anh thấy nó quá nhanh. Anh thấy nó quá nhanh và anh nghĩ là nó phải thêm một thời gian nữa. Nhưng mà thôi hôm nay thì mình biết tại sao là hai anh chị lại nhanh đến như thế, đúng không? Nhưng mà anh sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới. Đúng rồi. Đúng không? Thì hôm nay anh gặp hai vợ chồng thì anh muốn hỏi hai đứa là cái cảm xúc của hai vợ chồng, cái phút giây mà đi chọn đồ cưới. Mặc đồ cưới đó. Chứ. Chọn đi chọn đồ cưới, chọn quần áo rồi đó, đi rồi. Và sau đó là mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể thì những cảm xúc đó là nó như thế nào? Khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới, bọn em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc đồ cưới là em xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể có vợ được. Nhiều khi em xúc động và nhiều khi nhìn mình thấy vợ như công chúa luôn á. Mình thấy là tại sao mình, em tự hỏi mình là tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, người dễ thương như vậy. Xinh đẹp. Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi vì cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới. Mà đẹp mà đẹp trong khe. Đúng rồi. Đẹp như phúc hậu, hiền hậu vậy đó. Vậy là em là may em mắn biết sao lắm. Em biết chắc cũng là con của quan chức ở đâu trên trời. Thiệt. Chị biết không, tại sao mà em hỏi như vậy là bởi vì cái video clip mà hai bạn thử đồ cưới á, nó được lan tỏa rất là mạnh. Với một cái lượt chia sẻ đâu là mấy ngàn, đúng không? Và cái lượt TikTok rồi Reel, Facebook rất là mạnh. Thì qua video clip đó thì có rất là nhiều những comment mà tích cực, giống như là bạn hãy cứ tin. Đúng rồi. Hãy cứ tin rằng tình yêu là nó không có một sự phân biệt nào cả. Chúng ta cứ yêu, cứ đến với nhau và sẽ thành đôi. Đúng rồi. Đó là cái comment mà anh đọc được. Nói chung là khi mà em chia sẻ cái thông tin em lấy vợ thì, và đặc biệt là em rất là đặc biệt nữa, khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt là em lại không có quần. Kiểu như là bình thường các chú rể khác thì sẽ có áo sơ mi, áo vest rồi có quần tây này, nhưng em thì chỉ có thuê một cái áo vest thôi. Đó, thì khi vợ em mặc cho em, vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh, bởi vì là trên cuộc đời này rất là ít mình có thể là mình đôi khi họ mọi người thì là nó như là câu chuyện cổ tích thôi, không có thật ở ngoài đời. Nhưng mà khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt nữa. Thành ra là mình giống như mình lan tỏa câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống mà phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng đúng nghĩa là chắp cánh đó. Thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao, rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Đó.
thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đúng không? Đó. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Thế rồi hôm nay là hạnh phúc với các bạn, có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Đẹp quá, mối tình này đẹp quá. Chị biết không, có muốn qua cái trang 2 đó. Nghe nhưng nè, mà giờ thương không... á, cái bạn thương nè, cái lúc mà em đến á, nó gõ cửa là chỉ là mới là người yêu thôi. Chị bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Còn bây giờ bạn ấy đang có em bé cho nên bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Hai cái nét đẹp nó khác khác nhau. Nhưng mà nói chung là đẹp. Là rất đẹp. Thì bởi vậy bây giờ chị nói thiệt với em là không muốn hỏi phần 2. Chị không muốn hỏi phần 2. Nhưng mà không được thì ơi. Nhưng mà không hỏi phần 2 á là chương trình họ không có phát lương cho mình. Đúng. Thằng Khánh nó như thế nào đi nữa nó cũng có tật xấu. Cho nên là phải có cái phần 2 đó, gọi là chương 2. Và sau khi mà bước chân về với nhau, cởi bỏ cái áo cưới ra để khoác vào tấm áo một người vợ, một người chồng và sắp sửa là một người mẹ. Đó. Đó thì là có phát hiện ra cái gọi là tật xấu của nhau. Tật xấu đi chị ơi, nó tật xấu đó. Xấu mà. Cho dù là có yêu thương, cho dù có hy sinh cỡ nào đi nữa, tôi không tin rằng là cô ấy là hoàn hảo, không có tật xấu. Đúng không? Ủa là giờ em đang hỏi Thương hay là em đang hỏi Khánh? Hai đứa luôn. Đó. Giờ chị Khánh. Chị đang hỏi Thương về Khánh đó. Vậy hả? Giúp em hỏi Khánh trước đi. Đó. Đứa nào nói trước? Thương nói trước đi, người ta là phải nữ trước. Đúng rồi. Cho hai mẹ con nó nói trước. Nói về tật xấu thì như là nói mọi người nói không có thì cũng không đúng là chồng em cái đó với em không phải là tật xấu mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một chỗ được. Thì khi mà đi làm về vận động nhiều quá vết thương nó sẽ bị đau. Thì sẽ kiểu giống như là mệt quá không thể đi tắm nổi thì sẽ lười tắm, thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Với chồng em đó là khuyết điểm, với em cảm giác cái sự yêu thương của mình nhìn chồng mình nó nhiều quá nên mình nhìn đó là khuyết điểm chồng em thường như vậy. Chồng em thì không hút thuốc, không uống. Có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là số 1 rồi. Lúc yêu ga lăng rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Kiểu quan tâm nhiều hơn, kiểu giống là em không còn nhờ thì em cảm thấy là đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn. Đi làm về anh cũng quán xuyến người kia, anh đi làm, anh lo cho gia đình, lo cho vợ, xong rồi về nhà. Ví dụ em cảm thấy em ăn cơm xong anh có thể nhắc anh đưa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Đó, thì không đời quá đi. Đang quá trời lạc đề luôn. Đang phần kia. Nha, cái phần coi như là tính xấu mình làm trong chương trình khác. Ủa, tính đẹp chứ tính tốt. Là mình làm trong chương trình khác. Còn đây là thời khắc đó, để mình khui những cái tật xấu của ổng. Chị biết nó lạc đề đó, bé Thương lạc đề mà tại vì nó dễ thương quá nên chị cứ để chị nghe vậy đó. Ha, nhắc lạc đề cái em cũng biết luôn. Em cũng nghe luôn đó. Giờ chồng em được cái nữa là như hay nhõng nhẽo nữa. Trời ơi, bây giờ về là nhõng nhẽo kiểu giống là mệt lùi cái là bắt đầu giờ trứng lúc chưa men ghê lắm nhưng mà về tới nhà là bắt đầu nhõng nhẽo. Xong rồi nhõng nhẽo với vợ đó phải không? Xong rồi lùi tắm là bắt đầu bảo là vợ có thể lấy căn chanh không chứ giờ anh đi không nổi nữa rồi, anh không thể đi. Xong rồi bảo lấp liếm cái chuyện đó bằng việc là anh không thể làm được chứ không phải là giờ anh quá mệt rồi anh không thể trường đi nữa được rồi, em có thể giúp anh được không, là anh ở giờ anh nằm lại luôn, em chịu không được, em chịu em không có chịu thôi. Em ép buộc phải đi lấy căn lau cho chồng em rồi cho anh thoải mái hơn. Lúc thấy thương là mình phải đi lau, rồi chồng giục đồ giục thì về giường đó thì cũng bỏ lung tung đó thôi, rồi em cũng phải đi lụm rồi đi giặt cho ảnh thôi. Nhưng mà nói chung á là bây giờ vợ đang có bầu rồi, giờ muốn làm biếng cũng đâu làm biếng được nữa. Đúng không? Đó thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Có một điều là em muốn chồng em là không phải thay đổi mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em luôn có một điều là giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ buồn bản thân mình lúc có em về là vợ, xong rồi bây giờ có cơ duyên có con, anh cảm thấy anh nỗ lực nhiều hơn nữa. Mà cũng lúc vết thương bị đau bảo anh nghỉ thì anh cũng không chịu nghỉ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được, về tới nhà nhiều khi trở trời thì cái vết thương nó bị đi co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Xong rồi em rất là sợ
chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi, vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh hay là gì đó, em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được, nên em muốn chồng em là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Nói nữa đi. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được. Em luôn hài lòng, em không phải là muốn cho vậy mình nuôi thật nhiều tiền, vậy thật giàu có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn chồng nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Em chỉ muốn bên cạnh anh, muốn được gặp anh, muốn anh khỏe thôi. Vậy em muốn chồng em thay đổi hay gì hết. Không. Cưng dễ sợ. Đang này sống mà khóc. Ra thì và em chia sẻ thì đôi khi kiểu như em, kiểu như em một con người rất là kiểu như là tham công tiếc việc ấy, kiểu mình muốn làm để mình lo được cho gia đình và bản thân mình, rồi bây giờ có vợ có con nữa, mình lo nhiều hơn. Thì nên là nhiều khi mình ít dành thời gian cho vợ nhiều nữa. Nhưng mà nãy vợ nói cái đó là em thấy hợp lý không? Dạ có. Ừ. Thì dạ. Đó người ta mong muốn vậy thì mình đáp ứng đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Ừ. Ủa nhưng mà bây giờ là công việc của Khánh vẫn làm tại nhà chứ có làm ở đâu nữa không? À, nói chung là vẫn làm tại nhà. Tại nhà nhưng mà hiện nhưng tại mà cái đó là cái chỗ mà mình làm việc thôi. Không, bây giờ em mới chuyển sang một cái chỗ khác rồi. Ừ. Dạ, có nghĩa em bây giờ làm một chỗ và về ở một chỗ. Dạ. Làm một chỗ về một chỗ. Dạ. Gần không Khánh? Cũng gần ạ. Nói chung em đi qua tầm 5 phút thôi. Ừ. Hiện tại bây giờ mới vợ về ở với bố mẹ. Dạ, thì còn em thuê một cái văn phòng khác để mình làm việc ở đó. Nhưng mà Khánh hiểu không? Dù là nó gần thiệt nhưng nó vẫn là không phải là cái nhà của mình. Dạ. Nó vẫn là cái chỗ làm việc. Dạ. Thì mà tại vì vợ em rất là lo. Dạ. Đó. Nhưng mà bây giờ là Thương đâu có ra làm với chồng không? Dạ có, là... em có làm không? Nhưng có mà hiểu giống như là vợ chồng em đi làm thì vẫn livestream nói livestream cả ngày cả đêm. Chỉ như làm mà cả đêm thì làm tới 10 giờ, 11 giờ. Bây giờ hiện tại bầu em cũng vẫn đi làm cùng chồng. Hôm nào em mệt quá thì em mới ở nhà. Hôm nào anh mệt thì em bảo ở nhà mà anh cũng không chịu. Nói chung là vợ em xót á. Yeah, vợ em xót á. Yeah. Thà ví dụ em nói thì vợ sẽ không lo nhiều. Còn này là cứ em không nói, em chịu đựng á. Yeah. Nên là vợ rất là lo, rất là sợ. Tại tính em là mỗi khi em bị gì đó em ít khi chia sẻ cho người khác, sợ người ta lo lắng và buồn á. Mình cũng giống như cái điểm yếu của em. Mình lo cho người ta, cuối cùng là để cho người ta lo lại cho mình. Bây giờ tới Khánh đi. Đó, tới Khánh đi. Vợ Khánh có đi. Gì xấu không? Đó. Vợ em á. Thật ra vợ em thì em định không hỏi á chị. Mà thấy nó không đẹp hỏi quá, mình đẹp không có luôn. Cái chương trình này nó ngộ lắm. Mình sai một miếng phọc mát là mình sẽ bị khiển trách rầy la. Cho nên là buộc lòng là mình phải hỏi thôi. Thôi gắng đào bươi bới móc gì đó. Mấy cái thật xấu của vợ nó với em. Vợ em thì thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về tật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là hay kiểu như là không có chịu ngủ sớm, hay rất là thức khuya. Rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe, không phải là bảo đi ngủ sớm thì không chịu. Rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm lại không có đúng giờ, kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng vợ thì vẫn cứ ung dung, vẫn cứ là không có gọi là chịu follow theo mình ấy, kiểu như là không có sắp xếp được cái thời gian. Thí dụ là livestream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, chuẩn bị xong hết rồi. Dạ. Mà chưa xuất hiện. em nói là ơi hôm nay là mình livestream vào 7 giờ này. Nhưng mà 6 giờ vẫn đang bấm, 6 rưỡi vẫn đang ngồi bấm điện thoại này. Rồi đến giờ live rồi vẫn chưa có gì gọi là sự chuẩn bị luôn đấy. À, chỉ có như thế thôi. Còn vợ em thì rất là nói chung chỉnh chu từ cái bếp núc cho đến mọi thứ. Thì em thấy là chưa. Rồi cái đó là khen rồi đó, cái đó khen rồi, không cần khen. Bây giờ nó chứ phải hay chồng này đặt đề hoài à. Hình như nó mới coi chừng này. Ý là cái phần đã nhất luôn á. Yeah. Mà nó nghe nè, cái lúc mà em like á, em thì quá quen rồi. Yeah. Em là chuyên nghiệp rồi mà vợ bắt đầu mới vô live của mình thì có hợp không? Dạ. Có khớp không hay là có mà những cái trục trặc gì không? Có những cái mà vợ em bị ảnh hưởng khi em hỏi, vì vợ em chưa quen cái việc mà livestream bán hàng á. Em thì quen rồi thì không sao. Đôi khi là vợ em thì có những cái đôi khi bình luận không có hay hoặc những cái bình luận không tốt á. Rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn. Khóc nhè. Khóc nhè. Dạ. Rất hay khóc nhè. Chịu không nổi. Dạ. Đọc không chịu nổi những cái comment nữa. Chê. Dạ. Là hay bị mọi người có những comment họ chê á, bắt đầu là khóc tự nhiên khóc trên livestream vậy đó. Vậy cũng là thật xấu luôn. Không chịu đựng nổi được áp lực của comment. Dạ.
cái đó cũng khuyết điểm chút xíu thôi. Dạ. Nhưng mà giờ sao luôn? À? Giờ thay đổi chưa? Giờ thì không khóc ở đó, về nhà khóc. Một chút nữa gặp anh sẽ cho bí quyết vượt qua những comment tiêu cực ta chê mình. Rồi Khánh có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em cũng muốn là vợ em quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn. Hiện tại bây giờ có con rồi, em cũng muốn là vợ đôi khi vợ em thấy em đi làm, em thấy vợ em mệt nhưng em nói thôi vợ ở nhà nghỉ đi, nhưng vợ em không chịu, kiểu như bắt buộc cứ phải muốn theo em vậy đó, phải ở bên cạnh phụ đó. Nhưng mà em thấy hiện tại thì thời điểm này cũng bầu bì rồi, em cũng muốn vợ nghỉ nhiều hơn, nhưng vợ em thì kiểu như cứng đầu ấy, không chịu đâu, không chịu là giờ một mình anh đi thì sợ anh buồn. Thấy anh đi làm mình, thấy em buồn, anh buồn em không muốn ở nhà mình. Thế vậy cứ mệt cũng mình cứ đi theo vậy. Với lại chị, em 5 tháng là chắc rồi đúng không chị? Chắc rồi. Là đi tới đi lui nhiều khi khỏe bạn rồi đó. Dạ, dạ. Nhưng mà kiểu như là live stream nhiều khi mệt á. Thành ra là em muốn vợ nghỉ nhưng mà vợ không chịu. À, cứ bắt buộc nặng nặng đâu, phải là em muốn đi cùng anh cơ. Tại vì lo cho em á. Lo cho em. Ở nhà nó còn lo nhiều hơn. Khi ở bên cạnh á mình cứ nhìn được đó là mình chắc ăn đúng không? Dạ. Chị thấy chuyện của tụi em giống như là chuyện cổ tích á, thật sự mà nói luôn á. Ha, hoàng tử gặp công chúa đó, như cổ tích đó, cái mối tình này nó rất là đẹp luôn. Thành ra chị cái biết là mong tụi em á giữ hoài cái tình yêu này. Chị muốn chúc cho tụi em là sức khỏe. Sức khỏe bình an ha, rồi mẹ tròn con vuông. Đã biết trai hay gái chưa? Dạ, công chúa. Công chúa hả? Vậy là coi như thêm thằng con trai nữa là coi như là đủ, gọi là điểm 10 đó ha. Điểm. Chúc, em chúc cho nó luôn. Năm sau chúc trước luôn đi. Chúc trước thôi hay là thôi để nữa đi, em chúc online tụi nó xanh đi rồi bắt đầu mình chúc đó. Đúng không? Nghe rồi, cảm ơn tụi em rất là nhiều luôn. Dạ.